I got my back, bro. You come with me, huh? Come on, idiot motherfucker. Rồi đủ mất tele về vậy thôi, lỗ rồi đó. Fuck. Go, go for more, we need more. Không sao, Roshan đâu rồi, giờ Roshan đâu thôi rồi, mất cái bypass rồi. Jesus Christ, motherfucker. Chết cho rồi. Tôi chết cái nữa là lên đường. Nó vậy đi. Đó, vô. Dính, ơ đủ má, nó né mày. Trời ơi, tôi timing, tôi tuôn. Mà nó né, nó lên, nó né luôn. Lột BA đánh ngu mà được cái hên. Đủ má luôn. Lột BA lồn hên như chó vậy. Đủ má. Đánh đủ má đôi ta lucky. Nhưng mà quá ngu, không bù đắp được. Jesus Christ, motherfucker. Get back, thằng lũng nhện đi về đi. Còn đứng đó nữa. Đủ người giùm tao cái má, hai rắc nữa. Nguy hiểm lắm đó, chết nữa. Má, mấy thằng này chưa trả sự đời rồi. Trời ơi, mệt mấy anh quá, đợi đủ người đi, rồi đai bắt rồi đó, ngồi đợi thấy mẹ luôn, cứ mỗi lần vậy nó snowball. Anh Tây giờ bích up. Mất hết. I try my best. Fucking shit. Where my team? My mid is farming. What the fucking 40 mana. Mid của nó thì lên top gan. Mid của tao đâu? Kệ đi tao đâu? Farm with mana lúc nào cũng vậy hết á. Vậy farm gì trời? Dog shit. Bích tướng ngu như con chó vậy. Mẹ nữa. Bất đéo bích. Xong rồi bích con lết rắc đứng farm. Farm mà mana lúc nào cũng vậy á. Làm được gì? Giờ có tình huống khẩn cấp thì đâu có làm gì được đâu. Quần ngừng chưa mặc nữa, lấy gì mà đi đâu được. Còn cái giấy không mà lấy gì mà đồ ứng phó tình gì quên là trường hợp khẩn cấp được. Ô mẹ nó, farm thì cũng phải có mana mà làm gì đó chứ. Đứng farm thì ai farm cho được. Mình kinh chat kinh tao không farm được nữa. Farm đủ mẹ trắng cái giấy luôn. Giờ làm cặc chuyện chó giờ, nghỉ mẹ đi, abandon game đi. Em lồn. Jesus Christ! Woo! My gosh!